Aletino. Đây là một nhân vật vừa được ra mắt tại phiên bản 4.6 và là tâm điểm của mọi sự chú ý trong cộng đồng Genshin Impact. Ngoài việc đây là một nhân vật vô cùng ngầu và khoác trên mình một cái thần thái gọi là siêu cấp thanh lịch, thì sức mạnh của nhân vật này hiện tại vẫn là một cái thứ gì đó gây rất nhiều tranh cãi. Với việc doanh thu khủng của banner Aletino thì không khó để mà mọi người hiểu tại sao banner 4.6 kỳ này lại bùng nổ tới như vậy. Mặc dù chỉ vừa được ra mắt vài hôm thôi, nhưng mà Aletino đã ngay lập tức được đưa lên bàn cân để mà so sánh cùng với New Village, một DPS có sức mạnh vô cùng bá đạo được ra mắt tại phiên bản 4.1. Cuộc chiến này hiện tại vẫn đang được tiếp diễn vô cùng ác liệt, một trong những mặt trận tiêu biểu là trên Top Top và các group Genshin Impact Việt Nam. Tạm gác lại cuộc chiến giữa Aletino và New Vibu, trong video tư vấn nhân vật lần trước, mình có để Aletino ở vị trí trung lập, phần lớn là do mình chưa rõ sức mạnh và bộ kỹ năng của nhân vật này. Tuy nhiên sau khi đã trải nghiệm Aletino được một khoảng thời gian, mình lại có một số nhận xét sau đây, cũng như là review tổng thể về sức mạnh và lối chơi của nhân vật này. Rồi, không để mọi người chờ lâu thêm nữa, vào việc thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi thẳng vào sức mạnh của Aletino. Aletino là nhân vật 5 sao mang trên mình nguyên tố hỏa. Đây là một trong các nguyên tố cực kỳ mạnh trong Genshin và nó sẽ rất hot ở vùng đất kế tiếp. Với việc tận dụng được các phản ứng như là bốc hơi hoặc là tan chảy, lượng sát thương mà Aletino gây ra là vô cùng lớn. Điều này đã được chứng minh bởi đường chủ Hu Tao trước đó. Với Aletino, khả năng gây ra sát thương chính của nhân vật này tới từ những đòn đánh thường của bữa tiệc cái chết đỏ. Đây là kỹ năng đính kèm sát thương nguyên tố hỏa có liên quan tới cơ chế mới có tên gọi là khiếu sinh mệnh, dự kiến là sẽ khá hot trong tương lai. Với những bạn nào mà thích chơi kiểu đánh phản ứng thì ICD chính là thứ mà các bạn có lẽ sẽ quan tâm trước tiên. Nhưng theo như mình tìm hiểu được trên fandom, ICD của Aletino là không có, đồng nghĩa là không có thời gian hồi như là Tatalia vậy. Đối với những bạn nào mà đã sở hữu Aletino ngay từ ngày đầu thì có lẽ hiện tại các bạn đã nhận ra việc nhân vật này có thể dễ dàng clear hết mọi content trong một khoảng thời gian ngắn là điều có thể xảy ra. Tất nhiên thì với điều kiện là đừng có quái hỏa là được. Với một Aletino được build ở mức cơ bản thì lượng sát thương vẫn đủ để các bạn có thể lên tới 100k sát thương mỗi đòn. Tất nhiên thì nó còn phụ thuộc vào các yếu tố. Do Aletino tôi không có cái nhân vật cấp thủy tốt như là Yelan hay Sinjiu nên là cũng không thể nào mà cung cấp được chính xác. Nhưng với cái đội hình ô hợp như này thôi, một mình Aletino đã có thể gánh cái team rồi. Chốt lại, Aletino là một trong các nhân vật DPS được coi là cao cấp ở thời điểm hiện tại. Lượng sát thương mà nhân vật này gây ra đúng là như một con quái vật thực sự. Hỏi sao mà mọi người không phát cuồng vì nhân vật này. Đi kèm với sức mạnh vô cùng bá đạo thì chắc chắn là bộ kỹ năng hỗ trợ tốt cho Aletino phải có gì đó nổi bật chứ, đúng không? Nếu không thì sao mà mọi người đánh giá cao như vậy được. Bộ kỹ năng của Aletino đa phần sẽ hỗ trợ khả năng cung cấp khiếu sinh mệnh cho nhân vật nhằm mục đích là để có thể liên tục nhận được khả năng gây ra sát thương tối đa từ hiệu ứng bữa tiệc cái chết đỏ. Bên cạnh đó thì các tầng thiên phú còn cung cấp kháng tất cả nguyên tố và kháng vật lý dựa theo điểm tấn công dư ra. Điều này sẽ góp phần tăng khả năng sinh tồn cho Aletino. Và ở tầng thiên phú cuối cùng, thay vì một cái nội tại ất ơ nào đó liên quan tới bản đồ hay là nâng cấp nguyên liệu, thì nó cung cấp tới 40% bút sát thương nguyên tố hỏa cho Aletino, với điều kiện là Aletino phải ra trận. Đồng thời thì nó còn bonus thêm khả năng hồi phục HP thông qua kỹ năng nộ. Đây cũng được coi là một kiểu công thủ toàn diện. Ngoài ra, khi Aletino đang trong trạng thái bữa tiệc cái chết đỏ, thì khi chuyển đổi nhân vật thì hiệu ứng này vẫn sẽ không bị mất. Điều này là một điểm cộng vô cùng lớn. Nhìn lại Hu Tao, nhược điểm của Hu Tao là khá ghét nhân vật có thể để Kazuha khuếch tán nguyên tố hỏa nhằm gia tăng thêm sát thương. Do kỹ năng nguyên tố của Hu Tao nếu bật lên và chuyển sang nhân vật khác thì nó sẽ tự động hủy bỏ và cần thời gian để mà hồi lại. Do vậy nên là Hu Tao cũng không thể nào mà tự mình gắn ứng hỏa và quay trở lại tuần hoàn combo được. Nhưng với Aletino thì điều này có thể ha. Bạn chỉ việc cầm Aletino để mà đánh thử một phát, gắn ứng hỏa, sau đó đổi sang Kazuha và các nhân vật khác để mà set up combo, rồi quay lại sử dụng Aletino đánh tiếp thì vẫn được. Đội hình của Aletino. Với Aletino, các bạn có thể xem nhân vật này là một phiên bản nâng cấp của Hu Tao, bởi vì những đội hình nào mà có Hu Tao trong đó thì Aletino vẫn có thể tận dụng được. Một số những đội hình tiêu biểu đó là đội hình thuần hỏa, đội hình bốc hơi, đội hình quá tải và đội hình tan chảy. Với việc Aletino là nhân vật gây ra sát thương dựa theo chỉ số tấn công, nên là một siêu SP như là Bennett vẫn có thể phối hợp siêu tốt với nhân vật này. Nói chung thì về cái vấn đề đội hình cho Aletino thì nó vô cùng thoải mái thôi. Đi kèm với sức mạnh bá đạo thì nhân vật này chắc chắn sẽ có gì đó để mà kìm hãm lại, đúng không? Làm quái gì mà có nhân vật nào toàn diện bao giờ? Không ít thì nhiều thì vẫn sẽ có một số nhược điểm ở nhân vật thôi. Với Aletino,
thì vấn đề khiến mình khó chịu nhất là đến từ việc phát huy tối đa sức mạnh khi mà combo. Đối với pro player thì có lẽ điều này sẽ khá dễ dàng, nhưng với một tay mơ như tôi thì điều này khá là khó. Bên cạnh đó thì việc tận dụng tối đa cái chỉ lệ nợ máu kết là điều khá là bắt buộc. Và cái kháng gián đoạn của Alessino thì nó cũng không hề tốt một chút nào. Khi mà không cẩn thận, việc bị hất văng là chuyện thường ngày nhanh cơm bữa. Nói đến kháng gián đoạn thì việc sinh tồn cũng là một vấn đề khá quan trọng. Alessino là nhân vật đầu tiên không thể nhận hồi phục từ các nhân vật khác trong đội. Do cơ chế của bộ kỹ năng và khế ước sinh mệnh, việc này sẽ gây ra một số khó khăn. Vì nếu không cẩn thận, Alessino có thể đột tử bất cứ lúc nào, và những chiến trường bào máu liên tục cũng nguy hiểm không kém. Lượng hồi phục duy nhất mà Alessino có thể nhận được là tới từ kỹ năng nộ, và trong bộ kỹ năng của Alessino, cô ta có thể giảm kháng tất cả nguyên tố và kháng vật lý. Điều này có nghĩa là sẽ giảm sát thương phải chịu. Mặc dù đúng là nó hỗ trợ được một chút á, nhưng mà thực sự nó không quá đáng kể đâu. Đối với các player không kỹ năng á, thì cái việc cần một cái khiên cực trâu là cái điều rất là cần thiết ha. Build nhân vật. Đối với Alessino, điều khó khăn khi build nó không nằm ở vũ khí hay đội hình. Những món vũ khí trải dài từ 3 sao như là thương bạch anh vẫn có thể sử dụng cực tốt cho Alessino. Cái vấn đề này thì nó nằm ở thánh di vật ha. Hiện tại thì có hai bộ thánh di vật tiêu biểu dành cho Alessino. Đó là bộ lễ bế mặt của giác đấu sĩ và bộ trấn vừa được ra mắt dành cho các nhân vật sử dụng khế ước sinh mệnh là mảnh hài hòa bất thường. Tuy nhiên thì để Alessino có thể phát huy hết sức mạnh á, thì cái việc farm bộ thánh di vật trấn là điều chắc chắn rồi. Mức độ chênh lệch giữa hai bộ này là khá nhiều. Tuy nhiên thì để farm được một cái set di vật hoàn hảo á, không phải là chuyện dễ. Cái bí cảnh thánh di vật lần này thực sự nó không ngon cho lắm. Theo đánh giá của tôi thì nó còn thua 4 bộ được ra mắt ở 2.6 và 3.6. Ít nhất thì 4 bộ này nó còn có khá nhiều nhân vật có thể sử dụng được. Còn 4.6 kỳ này thì tôi chịu nhá. Để có thể đánh giá cái bí cảnh thánh di vật lần này thì cá nhân tôi thấy là nó không khác gì cái bí cảnh farm bộ diệm liệt ma nữ cháy rực ở những thời điểm đầu. Ngoài vấn đề thánh di vật ra thì có lẽ không còn gì để nói nữa ở cái mục này. Những đội hình hạn chế. Chắc chắn là khi xem tới đây thì mấy ông lại chửi là vừa nãy nói đội hình Alessino thoải mái mà giờ lại nói đội hình hạn chế, tiêu chuẩn kép đồ vân vân, đúng không? Tất nhiên thì cái nào nói ra cái đó. Đội hình thoải mái không hẳn là không có đội hình hạn chế. Với Alessino, vấn đề không nhận hồi phục từ những nhân vật khác sẽ gây ra một số trở ngại. Ví dụ điển hình là không thể lắp vào những team thiêu đốt. Vì khi ấn hỏa tiếp xúc với ấn thảo, nhân vật sẽ bị đốt máu cực kỳ nhanh. Các bạn có thể nhìn trên video với một team tăng chạy của Ayaka mà máu của Kazuha đã bị giật đi khá nhiều do trong vùng bị ảnh hưởng. Đó là chưa tính tới trường hợp dính sát thương của tụi boss vân vân. Thành ra là cái lối chơi này chắc chắn nó sẽ không thể hoạt động được. Bên cạnh thiêu đốt, Alessino cũng sẽ khá hạn chế khi được cùng với lại là Furina. Do Furina hút máu khá nhiều, thực sự thì nó sẽ khá lãng phí với một nhân vật HP boost cực mạnh như là Fulu. Nhưng mà nếu miễn cưỡng thì vẫn có thể đi chung được, miễn là Furina chuyển sang dạng heal. Mà thực sự thì tôi cũng không đánh giá cao vì nó có hai yếu tố. Thứ nhất là sẽ không tận dụng được cái nguồn cấp thủy và sát thương từ ba con phép của Furina. Thứ hai là sẽ khó đảm bảo việc có thể nhận được full stat từ kỹ năng nộ. Nói thật chứ dùng Furina thì thay bằng Bennett hay là Mona thì nó còn hợp lý hơn. Ok, và đó là những nhận định của mình về Alessino sau khi đã trải nghiệm một thời gian nha. Những nhận định của mình chỉ làm rõ nhân vật nhằm để mọi người có thể hiểu rõ và khắc phục, chứ không mang tính chất dìm hàng nhân vật. Nhân vật càng mạnh thì đồng nghĩa là vấn đề sẽ phải có. Điển hình như là New Village khi phải cố gắng tận dụng 3 stat vậy, quy lực bù trừ mà. Và video được làm dựa trên trải nghiệm của bản thân mình, tất nhiên là sẽ có một số thiếu sót cũng như là chưa được đầy đủ. Rất mong mọi người hãy bình luận ở phía bên dưới để mình và mọi người cùng nhau tham khảo nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình, Khang Huỳnh Akai, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.